chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Vì nhân bà ngoại sáu và bà Nga ra đi mãi mãi, ông Phước nhập viện nguy kịch. Mời các bạn cùng xem tập 46, Thử thách cuộc đời. Ở phần trước, nhân hãm hại Nghĩa, buộc Nghĩa phải đi tù mình với sự giúp sức của bà Nga. Bà ngoại vì nghi ngờ hai mẹ con nhân hãm hại cháu mình, nên ra sức buộc Nga phải đi gặp ông Phước để bảo lãnh Nghĩa. Do lo sợ mẹ làm hỏng sự nghiệp của Nhân, bà Nga đã ngăn cản bà Sáu và gọi điện báo cho Nhân tìm cách giải quyết. Nhân sau đó quyết định đưa bà đến một căn nhà khác, khóa cửa không cho bà Sáu ra ngoài. Thế nhưng vì quá lo lắng cho đứa cháu trai, bà Sáu đã làm dây thừng định trèo xuống. Do bất cẩn, bà Sáu bị thương nặng. Dù được bà Nga và Nhân đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, bà ngoại Sáu của Nghĩa đã ra đi mãi mãi. Bà Nga bấy giờ cảm thấy ân hận nên đã tìm đến ông Phước để tìm cách giải quyết. Tại đây bà biết được sự thật Nghĩa chính là đứa con ruột của mình. Khi xưa, do nghi ngờ Nhân không phải con ruột của ông Phước, Hải đã chặn đường đánh Nhân, lấy tóc anh đi xét nghiệm. Kết quả sau cùng cho thấy Nhân chính là con ruột con Phước. Lúc bấy giờ bà Nga mới thật sự ân hận, bà cho rằng mình là người đã đẩy con ruột vào tù tội. Bà khóc lóc, con ông mới là người ngộ sát thằng Hải đó ông Phước, thằng Nghĩa chỉ bị tôi vu oan thôi, tôi phải đi gặp công an báo sự thật. Nhân ở ngoài nghe hết sự việc đã bỏ đi trước. Bà Nga sau đó bỏ ra khỏi nhà ông Phước, đi đến đồn công an. Ông Phước vì quá đau đớn vì hai đứa con ruột của mình đấu đá nhau, một đứa đã mất, một đứa có nguy cơ ngồi tù. Ông sau đó ngã quỵ trong cơn đau tim tái phát. Số phận bà Nga cũng chấm dứt không lâu sau đó, nhưng vì lo sợ bà Nga đã biết quá nhiều, nên thuê giang hồ của Thắng xử lý trước khi bà đến được đồn công an. Giờ đây dưới suối vàng, bà Nga chỉ có thể dằn vặt tự trách chính bản thân mình, vì mù quáng đã hãm hại chính đứa con trai. Phần ông Phước, nhờ cấp cứu kịp thời, ông đã qua cơn nguy kịch. Ông Phước gọi con trai mình đến dặn dò, ba sẽ bảo lãnh bù đắp cho thằng Nghĩa, nhưng con phải hứa là từ nay đừng hãm hại ai nữa, hãy là một người tốt nha con. Những lời tận đáy lòng của ông Phước liệu đó làm Nhân hồi tâm chuyển hướng. Liệu Yến, Nhân và Trâm có thể ngăn chặn được các hành vi tội ác tiếp theo của Nhân? Ai thật sự mới là con ruột của ông Nghĩa? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha! Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.